Lời đầu trong thế giới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay ngày 21 tháng 7 thì em tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác một đôi loa của hãng Victor với model là SX311 GI. Ở cái dòng này nó có hai loại, một loại là 311 thường và một loại GI, và đây là dòng 311 GI. Đôi loa này được sản xuất năm 1988 với giá xuất xưởng của nó là 70.000 yên. Đấy, một đôi loa này là 70.000 yên. Nó tương đương với lại khoảng độ 16 triệu ở Việt Nam. Loa sở hữu loa hai đường tiếng 1 bát 20 cm. Màng giấy gân vải màu gọi là màu màu vàng các bạn. Đấy. Và một chắc đôm lụa là 3 cm. Loa là có trở kháng là 6 ohm và công suất của nó là 100W một thùng. Và công suất tối đa của nó là 200W. Và có độ nhạy của nó là 90 dB. Loa có chiều cao của nó là 44 cm, chiều rộng là 27 cm và chiều sâu của nó là 25 cm. Và đôi loa này nặng 11 kg một thùng. Đấy, một thùng loa nặng 11 kg. Đấy. Tuy là bass 20 thôi, tiếng nó rất là hay các bác ạ. Đặc biệt nó lại là cái một cái chóp lụa 3 cm nữa, tiếng của nó rất là sắc bén. Đấy. Đôi này rất dễ ghép âm ly. Đấy, chỉ cần những âm ly có trở kháng từ 6 ohm trở lên là đánh rất phù hợp. Âm ly sổ than hay soi sổ sắt đánh rất là hay. Thùng loa vốn dĩ thùng loa nó là thùng loa thùng kín. Đấy. Thùng kín là nó rất là chắc chắn, tiếng bass nó rất là tốt, uy lực. Đấy, nhiều bác cứ nói là loa thùng kín sẽ có chơi, chẳng qua là bác đánh chưa đúng âm ly thôi. Đấy. Anh đúng âm đi và mới thể hiện hết được cái chất âm của nó. Thì về phần ngoại hình thì em quay cho các bác được chiêm ngưỡng. Em là bên phải trước. Đấy. Bản thân là rắn si các bác nhé. Đây là màu rắn si màu màu xám, màu xám. Và cái màng chắn loa này theo thông số thì màng chắn loa này được thiết kế ở từ làm ở Tây Đức các bác nhé, ở Tây Đức. Đấy, cụ loa rất là gấu, và hai là cái bông tiêu âm bên trong nó là 100% là len đồng cừu các bạn. Đấy, bông tiêu âm ấy. Đấy, phần mặt trước rất đẹp đây, SX311 Victor Company Japan LTD. Đấy. Phần trên đây, phần cạnh, bên cạnh đây cũng có bị cái phần si dán các bác nhé, em để nguyên thôi, đây si dán đây các bác nhé, không được gì bên thùng cái si dán đâu, em đã chấm chút sơn đen rồi để cho nó đều, cái là để giữ cái si nó mới đẹp. Đấy, cạnh bên đây cũng bị bong một chút phần si dán, em đã chấm chút sơn đen rồi. Cạnh của nó thì vuông vắn rồi. Đây cũng có một chút rồi. Đấy. Đây các bác nhá. Đây là bên loai right, bên phải các bác nhá. Seri đây 1330128. Đấy. Thông số nó đây các bác ơi. Victor model SX311RI. Đấy. Công suất của nó là 100W này, trở kháng là 6 ohm này, sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, có thể ạ. Đấy, thùng rất là chắc chắn các bác nhé. Đây là loa bên phải. Đấy, còn thằng loa bên trái đây. Đấy, bên trái. Loa thì nguyên bản các bác ạ.
trên đây, trên đây cũng có cấn một chút các bạn này. Cạnh góc cuối này cũng có bị cấn này. Bên đây nó cũng bị cấn này. Trong sơn đen là em để nguyên bởi vì nó là cái si dán theo zin theo của nó, mình để nguyên thôi. Cái cạnh này, cạnh viền của nó thì nó hơi bong cái si ra đó nhé. Trên loa thùng loa thì không bị hở đó nhé, không bị lõa gì cả. Đây cái cạnh viền đó này, cái si dán nó bong này. Đấy. Thùng của nó rất là chắc chắn. Đây, đây là bên nếp là bên tay trái. Đây cái này nó mờ vì vệ sinh này, nhưng các bạn sơ gì nó trùng sơ gì bên kia nhé. Sơ gì nó cũng là 13301 301 13301 28 này các bạn này. Đấy, trùng sơ gì nhé. Tôi này là trùng sơ gì. À, cũng thế 311 GI công suất 100W chẳng kháng là 6 ohm sản xuất tại Nhật Bản đó nhé. 01028 đây. Và em sẽ test cái phần âm thanh để bác thưởng thức. Thì hôm nay em test đôi loa Victor SX311 này với một chiếc âm ly Sensui AU307 và chiếc đầu đờ lông với model là DCD1510 để cho bác thưởng thức. Và lô ra này ấy, thì thời gian vừa qua em đã test rất nhiều đầu CD, nhiều đầu số đi cũng như là âm ly để cho bác thưởng thức rồi. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác thưởng thức chất âm của em nó. Hôm nay thì em mở một cái liên khúc. Thank you.
những lúc vui như lúc sống trong mùa yêu thương. Trời, tình ai đã ngát hoa, ta hãy vui trong tình yêu chớ lo chi. Gọi tên người quen, rồi anh sẽ có
xin phép được dừng video test tại đây. Đấy, thì bạn thấy rồi, trận âm của nó rất là hay. Nó tuy là bass xe bass 20 luôn, nhưng đánh rất là uy lực, chịu đòn rất tốt. Đó là bản thân nó là cân bài tầm dầu, đánh rất là tốt và bền bỉ. Đấy. Thì đôi này em bán trong tình trạng mà nó có sẹo một chút ấy, em bán với giá là 3 triệu đồng có nhá, 3 triệu đồng không bao phí ship. Các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em, tôi số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn các bác ở video lần sau.